Thì sau khi dạy các bạn xong ba cái bài ví dụ phía trước á, thì đây là cái ví dụ cuối cùng mà thầy sẽ dạy các bạn trong cái đề bài tập về nhà số 5 này ha. Cái đề này nó hơi khó một xíu, nó hơi nặng đô một xíu, mà nói nặng đô mà cũng chẳng bao nhiêu đâu ha. Solution, đây là bài giải ha. Thì trước khi giải thầy kiểm tra xem coi thử là nó có đúng là phương trình phân tuyến tính không thuận nhất chưa, bằng cách đầu y nằm ngoan bên, x nằm ngoan bên. Thứ nhất đúng rồi, đúng được một nửa rồi. Tiếp theo trước y phải không có cái thừa số gì. Ồ vậy đúng rồi đúng không? Thì để giải cái này thì cũng như thường lệ là đầu tiên là mình đi giải cái phương trình vi phân tuyến tính thuận nhất trước. À, thì như thầy nói thuận nhất là bằng cách cho vế phải bằng không, có nghĩa thầy sẽ giải là y phải trừ cho 3x bình phương y bằng bằng không ha. Chuyển qua đây thì ra thả trả về dy nhanh luôn nha, dy chia dx sẽ bằng 3x bình phương nhân y đúng không, chuyển y qua đây, chuyển dx lên đây sẽ được là dy chia cho y là bằng 3x bình phương, phải không, 3x bình phương nhân với lại dx đó. Tới đây mình sẽ lấy tích phân hai vế, hai vế. À, lấy tương hai vế thì thầy sẽ có được tích phân của dy chia cho y là bằng ở đây tích phân của 3 lần x bình phương dx đúng không? Thì tích phân của dy chia y sẽ là logarit nepe của y ha, là bằng 3 tích phân của 3 x bình phương dx sẽ ra là x mũ 3 cộng đồng c. Đó. Như vậy muốn tìm y thì thầy sẽ ra được là e của x mũ 3 cộng cho c. Thì tách này ra là e mũ x mũ 3 nhân với lại e mũ c, mà e mũ c chính là c luôn, và y của thầy thì là c nhân cho e mũ x mũ mũ 3. Thì đây chính là một nghiệm của phương trình vi phân tuyến tính thuận nhất. Mà muốn tìm nghiệm không thuận nhất thì phải sử dụng phương pháp biến thiên hằng số cho thằng c là bằng cx, đảo hai lần thay ở đây, triệt tiêu hết thằng này còn lại này để giải ha. Đó, nó vậy đó. Hai, bước thứ hai là cái sử dụng cái phương pháp biến thiên ha, biến thiên hằng số. Có nghĩa là c của các bạn cho sẽ là một hàm theo x đúng không? Dẫn đến y của mình sẽ là cx nhân cho qua rồi, nhân cho e mũ x mũ 3 nhân cho e là mũ x là còn mũ 3 nữa đúng không? Thì tới đây mình cứ viết một câu là đạo hàm y nè đúng không? Sau đó thay vào phương trình đã cho nè, mình đâu biết gì không? Mình để nguyên mà ha, và biến đổi nè, biến đổi ha, đó có câu này nè đúng không, chấm lúc đó ta sẽ có ta được nè ha, vế bên phải của nó giữ nguyên là x bình phương nhân cho 1 cộng x mũ 3 chia 3, x bình phương nhân cho 1 cộng cho x mũ 3 chia cho 3 giữ nguyên. Vế bên phải thằng này c phẩy nhân cho e x mũ 3, biết lại thừa số thứ hai của đó đằng đạo hàm nó sẽ triệt tiêu với lại thằng này nó mất hết ha. Đó thì ra được vậy. Đây thầy không nói nha, thầy không tin thì tự động về là mà đạo hàm không nó cả. Dẫn đến ở đây thầy muốn để phân ly thì đưa thằng này qua đây, đưa này qua đây có nghĩa là chia cho nó, chia nó nghĩa là e mũ trừ x mũ 3, thầy ra được là dc chia dx thì trả sẽ phải lại là bằng x bình phương nhân cho x mũ 3 cộng 1, viết gì dễ nhìn ha. Ồ trời trời, này là cái máy nó bị giật nên là nó dẫn đến là các bạn khi viết nó quẹo một phát vậy luôn, mất hồn. Đây đây đóng lại ha, thầy chia cho 3 và thì nhân cho e mũ trừ x mũ mũ 3. Tới đây thầy lấy tích phân hai, thầy chuyển dx qua đây ha, thầy lấy tích phân hai vế thì có được là tích phân của dc là bằng tích phân của x bình phương x mũ 3 cộng 1 chia cho 3 e mũ trừ x mũ 3 nhân với lại d dx đúng không? Thì c sẽ chính bằng cái tích phân này, thì tích phân này thầy đặt là cái tích phân y chẳng hạn đó, để tính nó. Vậy là y của thầy sẽ là tính là tích phân của x bình phương nè x mũ 3 cộng 1 chia cho 3 e mũ trừ x mũ 3. Thì để giải cái tích phân này á thì đây các bạn nhìn thấy nè, cách nhìn nè, ở đây có tùm lum nhưng mà có x mũ 3 để x mũ 3 đúng không, thì tích phân này đơn thuần là phải đặt đổi biến số, nghĩa là thầy đặt đặt t là bằng x mũ 3
Không, từ đó sẽ có được là dt của thầy á là bằng 3 lần x bình phương dx đây, x bình phương dx, à, thiếu dx. Đây, đây thiếu dx, đây x bình phương dx chính là dt đó. Thì thầy có được là y của thầy nè sẽ bằng nè, ở đây 3 có sẵn thêm số 3 chia nữa sẽ là 1 phần 9. Đó. Tích phân của x bình phương dx thì thầy sẽ thay là dt không nói gì, rồi đây sẽ ra được là t cộng 1 nhân cho e mũ trừ t dt. E mũ trừ t biết không rõ ràng chút nào cả, đang xấu hổ đây. À, thì viết là e mũ trừ t cho rõ ràng cho các bạn dễ nhìn đó. Bài này nó hơi phức tạp xíu đây, e mũ trừ t. À, thì khi giải phần này bạn thấy là đây hàm e mũ hàm 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 đã thức lượng giác này, dẫn đến đây là tích phân từng phần. Tích phân từng phần có nghĩa là thầy lại đặt tiếp nữa uv đó, u của mình trong trường hợp này là t cộng cộng một, còn dv sẽ là e mũ trừ t dt, thì dẫn đến thầy sẽ có là du của thầy là bằng d dt ha, còn v của thầy sẽ là chính là tích phân của cái e mũ trừ t dt này, tính ra bằng nhiêu quá sẽ là đây là trừ cho e mũ trừ trừ t, thì đây chính là đổi biến, thì lúc đó y của thầy sẽ bằng 1/9 thầy giữ nguyên đúng không, nhân với lại uv, uv là cái này là sẽ ra được là t cộng 1 nhân với lại là giúp trừ trước luôn nha, e mũ trừ t đây trừ t nè, nhân cho e mũ trừ trừ t, trừ với trừ đây là cộng cho tích phân của e mũ trừ t dt ha. Thì tích phân của e mũ trừ t dt nó ra được là trừ ra được là trừ tiếp cho e mũ trừ t nữa đó, thì nói chung trừ e mũ trừ t 1/9 thì để nguyên nè đúng không, trừ t nè ha, trừ cho 1 nè đúng không, đó ở đây là ra là trừ t trừ ở đây ra hồi này cái này nó sẽ ra là trừ cho e mũ trừ t nè đúng không, thì rút e mũ trừ t chung ra ngoài, nói chung ngoài này trừ 1 thì trừ tiếp cho 1 đúng không, cái nguyên cái này nhân cho e mũ trừ trừ t đó, thì dẫn y của thầy sẽ bằng là 1/9 trừ t trừ cho 2 nhân trừ t ha, dẫn đến y của thầy nè thế là 1/9 đúng không, trừ t trừ cho 2 nhân cho e mũ trừ trừ t, mà nhớ hồi nãy mình đặt t của mình là bằng x mũ 3 thì trả lại ha, x mũ 3 thì sẽ ra được là thầy bấm nhầm, để ra được x mũ 3 để mà ra được x mũ 3 à mất rồi, để ra được cái x mũ 3 để ra được t thì trả lại đúng không, thì ra được là bằng thì để trừ ở ngoài luôn nha, trừ 1/9 đúng không, ở trong này là x mũ 3 cộng cho 2 nhân cho e mũ trừ x mũ 3 đó, và y của thầy như vậy dẫn đến là c của thầy nè ha, cái y của thầy là cái này đây, đây chính là cái y đúng không, vậy bên đây tích phân c này sẽ bằng bằng c, vậy chính c của thầy chính là bằng bị thức này ha, vì đó suy ra là c của thầy chính là bằng trừ 1/9 của x mũ 3 cộng 2 nhân cho e mũ trừ x mũ 3, như vậy thì có được cái nghiệm y của thầy chính là bằng cái c này trừ 1/9 à cộng thêm hằng số tích phân cộng thêm hằng số tích phân c1 nữa đây, vì đây tích phân hằng cộng thêm hằng số tích phân c1 nữa thì quên mất chỗ này, hằng hằng số tích phân mà ha, đây c1 nữa đó, này cộng thêm c1 nữa nè ha, cộng thêm số tích phân c1 ở đây thì sẽ ra được là quyết lớn của x mũ 3 cộng 2 nhân cho e mũ trừ x mũ 3 cộng với c1, tất cả cái này nhân với e mũ x mũ 3 đây, e mũ x mũ 3 thì khai triển vô cái này nhân vô đây á thì là nó trừ trừ e mũ 1 e mũ 0 bằng 1 rồi, thì sẽ ra được là cái này sẽ bằng tiếp là đây ha, c1 e mũ x mũ 3 trừ cho x bình phương cộng 2 đóng lại chia cho 9, đó chính là y đúng không, tới đây chưa xong, vì sao, vì đây là mình làm một bài toán Cauchy, là bài toán điều kiện ban đầu là y không bằng không để mình tìm hằng số tích phân c này thành phần cuối cùng này đúng không, thì với điều kiện ban đầu là y không bằng bằng không thì sẽ có được cái này đơn giản nè đúng không, là x bằng không y bằng không nè đó, thì thầy thay vào thầy sẽ có được nè không nè bằng nè c1 nhân cho e mũ mũ không trừ cho không hôm nay trừ cho 2/9 e mũ không là bằng 1 thì đây chính là c1, thì dẫn đến c1 của thầy là bằng 2/9 đó, như vậy
Viết đây cho khỏe, khỏi mất công qua ấy nha. Vậy y của thầy sẽ bằng, ở đây 2/9, 2/9 là chung đúng không? Ở đây có 2/9 nè, mình làm từ từ đi. 2/9 e mũ x mũ 3 trừ cho x bình phương cộng 2 chia cho 9. 9 chung thì thầy để nó gọn lại để nguyên một con số lớn là 9 đúng không? Đây sẽ được là e mũ x mũ 3 trừ, đây là trừ cho x bình phương trừ 2, thì đây chính là đáp số của cái bài toán Cauchy, bài toán này ha. Đó, thì cái bài toán này nó hơi phức tạp một xíu, phức tạp ở chỗ là cái đây phân số nè, các bạn phải nhìn ra được cách đổi biến trước sau đó mới dùng tích phân từng phần. Đó, thì nói rồi cái phần này tích phân nó không có quá cầu kỳ theo kiểu là tích phân phân số, tích phân hàm hữu tỉ, mà đơn thuần các bạn phải biết cách vận dụng các phép tính cơ bản tích phân mà các bạn đã học để mà làm. Đó, thì sau khi nhớ thì nhắc lại một lần nữa là phải tìm hằng số C trong bài toán Cauchy là phải tìm biểu thuyết cuối cùng, chứ không không được phép tìm chỗ này, nhớ em thầy. Đó. Rồi cái này thì các bạn tin á thì các bạn định làm vậy cho nhanh ha, còn nếu không bạn cứ đạo hàm thay vô mà tính thì cũng cần ghi trang kết quả này, thì không nói nhiều. Đó. Thì hy vọng là qua bốn cái ví dụ này cộng thêm hai cái ví dụ trên bài giảng của thầy thì các bạn sẽ hiểu hơn về cái phương trình vi phân tuyến tính không thuận nhất, mặt nhất để các bạn có thể áp dụng mà giải nó. Thì thân ái chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những bài giảng tiếp theo của thầy. Chúc các bạn làm bài tập về nhà tốt và nộp bài đúng hẹn, và nhớ đừng quên là chép bài của thầy ha.